chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Võ Thuật của Toàn. Thì trong video ngày hôm nay Toàn sẽ hướng dẫn các bạn mẹo loan côn nhị khúc. Hiện tại thì anh em xem trên mạng rất nhiều những thầy đang hướng dẫn loan côn nhị khúc, và các bạn mua côn nhị khúc về và các bạn không bao giờ loan được. Cái điều quan trọng nhất là người ta không nói cho các bạn, và các bạn mua là mua theo một kiểu, còn tập là tập theo một kiểu. Thì hiện tại trên trường phái bây giờ có hai cái trường phái của côn nhị khúc, thì anh em nên nắm bắt được, đó là trường phái biểu diễn và thứ hai nữa là trường phái thực chiến. Hiện đại trên côn trên thị trường bây giờ các bạn đang mua là mua phải côn thực chiến, nên là các bạn không thể nào các bạn loan côn được. Khi mà các thầy các huấn luyện viên chia sẻ về video hướng dẫn loan côn hay là lăn côn nhị khúc, thì nhiều người gọi là lăn côn nhị khúc, nhiều người thì gọi là loan côn nhị khúc. Thì đây thì bây giờ là cái nguyên lý của nó này, mình chia sẻ nguyên lý loan côn nhị khúc. Mình loan thì nó dễ rồi, ví dụ như cái côn nhị khúc này này là đúng kỹ thuật là nó sẽ đi qua mu bàn tay này, quay đây này, đây này, cái côn nó sẽ đi qua mu bàn tay và chúng ta sẽ bắt lại đây này, anh em hiểu không nào, là cái dây côn nhị khúc nó sẽ đi qua mu bàn tay và chúng ta thả lên, chúng ta bắt lại. Đó là nguyên lý của loan côn là như vậy, nguyên lý cơ bản nó là như vậy. Nhưng mà cái dây dài như thế này, cái dây rất dài như thế này, đúng là anh em học đúng kỹ thuật, nhưng mà nó lại dư ra một khúc như thế này, anh em lại bắt như vậy. Mình nghĩ là bây giờ là anh em, nếu mà ai đang gặp tình huống này, các bạn hãy để lại bình luận nha. Ví dụ đây này, các bạn loan côn này đấy, thì các bạn bắt được là bắt được cái dây của nó, bảo cái quái nào mình làm đúng kỹ thuật rồi mà ông đúng kỹ thuật của thầy này ông làm được, thì anh em hãy quan sát và để ý cái dây côn nhị khúc của ông ấy là dây ngắn hay dây dài. Ông ấy hướng dẫn là loan côn và lăn côn nhị khúc thì ông ấy là hướng dẫn dây ngắn, mà các bạn mua là mua về cái côn dây dài, thành thử ra là các bạn không có tập luyện được và các bạn đổ lỗi cho các bạn các bạn kém, các bạn dở. Nhưng mà trên thực tế thì các bạn không dở tí nào, các bạn tập rất tốt, nhưng mà nó chỉ sai là sai, giống như là yêu sai thời điểm vậy đó. Đây, anh em nhìn cho rõ này, đây là trường phái của côn thực chiến là dây khoảng tầm 17-18 cm, còn đây là trường phái của biểu diễn nó 14-15 cm. Đấy, nó có hai cái trường phái nên là anh em mua một cái dây dài là loan côn cũng có được. Nên là rất nhiều các lớp võ và các câu lạc bộ là côn biểu diễn là đặt hàng với Toàn, bởi vì người ta muốn là cái côn dây ngắn. Còn ở trên thị trường bây giờ là cái côn inox như thế này là không có dây ngắn, về chúng ta phải tự cắt, nên là các bạn phải tự cắt thì mới có dây ngắn. Còn Toàn thì làm là có dây ngắn dây dài cho anh em, chia sẻ với anh em dây ngắn thì anh em tập dễ như không. Đây, nếu bạn nào tập dở này, mình chỉ cho những bạn là tập buổi đầu loan được này, tập như thế này thôi, lăn lên thả ra bắt lại, ok không nào, làm lại từ đầu nha. Cây nó như vậy, ngón cái của chúng ta để xuống dưới này cho dễ nhớ này. Đấy, thì nguyên lý này, nó đi lên thả ra bắt lại. Đấy, làm lại nha, lấy đà lên bắt lại thế thôi. Rồi tiếp theo nữa là các bạn cũng tập ngược lại này, tập đi tập lại, tập đi tập lại, đấy là cái cơ bản nha. Rồi tiếp theo nữa này, tập loan luôn này, trong lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cái mẹo luôn nha, có các mẹo loan côn thì khúc mới được này. Đấy, lăn lên này thả ra này, đấy ok không, đấy tiếp tục cái dây này nó đi tiếp này, rồi thả ra thì mình mới bắt được cái dây này. Thì cái loan côn mà anh em loan càng chậm nó càng dễ rớt, mà mới đầu thì loan nhanh thì không được, nên là chúng ta cứ chập chờn là chúng ta lấy đà như thế này. Rồi chúng ta loan. Đấy, lúc đầu thì chúng ta cứ như thế này thôi, chả ai ép các bạn đừng có làm nhanh, cứ cố gắng làm nhanh là càng rớt côn. Mà mới đầu rớt côn là bình thường nha các bạn, ai cũng sẽ rớt côn, mà cứ làm từ từ từng bước một. Đấy, tập như thế này này. Đấy, đó. Đây này. Đấy, các bạn tập được bước 1 rồi thì các bạn chuyển sang bước 2. Đây này. Bước 2 vụt cái cây côn sang phía sau này. Phía sau này. Nhớ nha. Bước 1 đã tập được rồi thì để cái dây côn sang phía sau này, ngang với hông eo của chúng ta này. Nó lại ở hướng này rồi.
thì hướng này thì chúng ta mới lên cái cây côn này được, thì chúng ta mới chuyển qua bên này chúng ta loan tiếp được. Đấy, đó là cái cơ bản thì mình phải hướng dẫn cái cơ bản tiếp cho anh em. Còn nếu sau anh em làm luôn như thế này một cái dây xong biết sau là qua phía trước luôn đấy, nó mới nhanh được. Loan thế này thì nó mới có tốc độ cho anh em loan được. Còn như ví dụ như anh em mà loan như thế này vẫn tốc độ chậm nhỉ. Đấy, nhưng mà nó là phải có cái cơ bản để hạ xuống là bắt đầu loan tiếp này. Đấy, loan tiếp này. Nó chia ra nhịp như vậy. Mới mà, mới chúng ta phải chia thành nhịp. Tức là nhịp đầu tiên là ở phía trước này, loan bắt được rồi. Để trong phía sau phải lấy đà. Nhịp thứ hai này, bắt này. Đấy, anh em tập như thế là để giúp cho anh em hình dung ra được cái đường đi của nó. Loan lên, loan xuống, loan qua. Đấy, lần sau anh em làm mới nhanh được. Như mình là mình cũng học như vậy, mình cảm thấy nó rất nhanh, có 2-3 buổi là mình loan ok lắm rồi, là mình loan xong rồi. Có những cái người mà người ta dạy cho các bạn không thể hình dung, không thể hiểu nổi được thì anh em không học được, bởi vì học nó phải có cái mẹo và có cái đúng cái cây côn của các bạn mới học được, chứ không phải tự nhiên mà các bạn học được côn nhiều khúc loan được và lăn được là không có. Nên là chúng ta phải học nhiều thầy, người ta không nói rõ như mình đâu. Toàn chia sẻ là bằng cái tâm của Toàn. Đấy, mình muốn chia sẻ làm sao để cho cái người xem hiểu được. Mình đã bỏ thời gian, anh em bỏ thời gian ra để xem một cái video của Toàn, mà bây giờ Toàn làm video không ai hiểu được thì cái lãng phí thời gian của cả hai ông luôn, mất thời gian của người ta và mất thời gian của mình nữa. Thời gian của mình nó cũng rất chi là giá trị. Đó, nên là mình muốn chia sẻ bằng cái chân thành nhất để anh em dễ hiểu. Và cách thứ mẹo thứ hai nữa là anh em loan ở eo này là nó dễ hơn này. Loan ở eo là rất dễ này, ví dụ như anh em vụt qua bên này này, loan côn đấy, loan côn ở eo là rất dễ. Mình sẽ hướng dẫn những cái nào dễ nhất cho anh em loan đấy. Loan này, loan nó lăn qua mu bàn tay này, nó lại lăn qua mu bàn tay này. Đây này, nó là loan qua mu bàn tay, nó vụt qua đây thì vụt từ bên này qua là cũng là qua mu bàn tay rồi qua đây, thì tất cả lăn qua mu bàn tay hết. Thì chúng ta tập những cái dễ thôi, đúng không các bạn? Ta đừng tập những cái khó. Đấy, mình sẽ làm chậm cho anh em. Và mới đầu tập dòng này là hợp lý nhất này, 300g này là nhẹ này, để dành cho anh em mới thì rất là ok này. Này có hơi chín nhạc cho nó vui, ra là len ken cho nó vui dòng này. Thì đó là côn biểu diễn. Còn đây là cái côn thực chiến dây dài thì mình đã nói rồi. Dây dài thì những cái kỹ thuật bắt của người ta nó dễ. Ví dụ như mình muốn bắt sau lưng, đúng không các bạn, thì dây ngắn đâu có bắt được. Đấy, ví dụ như là mình muốn bắt qua nách thì cái dây ngắn nó không bắt được, ví dụ là như vậy. Thì nó có dễ thì dễ cái này nhưng mà khó cái kia. Ví dụ như cái côn dây dài này mình bắt qua